Thi Thiên 56. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con, vì người ta muốn ăn tươi nuốt sống con. Hằng ngày chúng tấn công con và áp bức con. Kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống con mỗi ngày. Lạy Đấng Chí Cao, những kẻ tấn công con nhiều quá. Trong ngày sợ hãi, con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài. Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con? Hàng ngày chúng bắt bẻ từng lời con nói. Chúng luôn luôn toan tính để hại con. Chúng hợp nhau lại rình rập theo dõi từng bước chân của con, vì chúng muốn hại mạng sống con. Chúng gian ác như thế mà được thoát khỏi hình phạt sao? Lạy Đức Chúa Trời, xin nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm từng bước lưu lạc của con. Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào con kêu cầu, các kẻ thù của con sẽ thối lui. Con biết điều đó vì Đức Chúa Trời bên vực con. Con tin cậy Đức Chúa Trời và ngợi ca lời Ngài. Con tin cậy Đức Giê-hô-va và ngợi ca lời Ngài. Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên không sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con? Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài. Con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên Chúa, vì Chúa đã giải cứu con khỏi chết và giữ chân con khỏi vấp ngã, để con đi trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Mác đoạn 6. Đức Chúa Giê-xu rời nơi đó, trở về quê hương mình, các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói: do đâu ông này có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? Chẳng phải ông này là người thợ mộc, con trai Mary, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Simon đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao? Và họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán: nhà tiên tri không bị khinh dễ ngoại trừ giữa quê hương bà con và gia đình mình. Ở đó, Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ, rồi Ngài đi giảng dạy khắp các làng gần đó. Ngài gọi 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi và ban cho họ thẩm quyền trên uế linh. Ngài truyền cho họ khi đi đường: ngoài cây gậy đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bì, không tiền túi, chỉ mang dép, không mặc hai áo. Ngài dặn họ: khi các con vào một nhà nào, hãy cứ ở đó cho đến lúc ra đi. Nếu có nơi nào người ta không tiếp và cũng không nghe các con, thì hãy đi khỏi đó, phủi bụi nơi chân mình như một bằng chứng nghịch lại họ. Vậy, các sứ đồ ra đi, rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Họ đã đuổi nhiều quỷ, sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu vì danh tiếng Ngài đã được nhiều người biết đến. Một số người nói: Giăng Báp-tít đã từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được các phép lạ này. Một số khác thì bảo đó là Ê-li. Một số khác nữa thì nói đó là nhà tiên tri, như một trong các nhà tiên tri đời xưa. Nhưng khi nghe vậy, Herod nói: đây chính là Giăng, người mà ta đã chém đầu, nay sống lại. Số là Herod đã sai người bắt Giăng, trói lại và giam trong ngục, nhân việc vua đã cưới Hê-đô-đia, vợ Philip em vua làm vợ. Vì Giăng đã can rằng bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp, nên Hê-đô-đia căm ghét Giăng và muốn giết đi, nhưng bà không thể giết được. Vì Herod sợ Giăng, biết ông là một người công chính và thánh thiện nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe Giăng nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối. Vào dịp sinh nhật, Herod mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan và những nhân vật quan trọng trong miền Galilee. Con gái Herodia vào nhảy múa làm hài lòng Herod và khách dự tiệc, nên vua nói với cô gái: hãy xin bất cứ điều gì con muốn, trẫm sẽ cho. Vua lại thề: bất kỳ điều gì con xin, trẫm cũng sẽ cho,
dù một nửa vương quốc của trẫm. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin điều gì? Mẹ nàng nói, cái đầu của Giăng Báp-tít. Lập tức nàng vội vàng trở vào và tâu với vua, con muốn bệ hạ cho con cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm ngay bây giờ. Vua đau lòng lắm, nhưng vì lề thề và vì khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa. Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy vào ngục chặt đầu Giăng, rồi để đầu trên mâm và trao cho cô gái. Cô gái trao cho mẹ mình. Các môn đồ của Giăng nghe tin, đến lấy xác người và chôn trong mộ. Các sứ đồ tụ họp chung quanh Đức Chúa Giêsu, tường trình với Ngài mọi việc họ đã làm và dạy dỗ. Ngài bảo các sứ đồ, các con hãy đi tẻ vào nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc. Vì kẻ qua người lại quá đông, nên Ngài và sứ đồ không có thì giờ để ăn. Vậy, thầy trò cùng xuống thuyền đi tẻ vào nơi thanh vắng. Nhiều người thấy thì nhận ra Đức Chúa Giêsu và các môn đồ, nên từ khắp các thành họ chạy bộ theo và đã đến đó trước. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài, nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng con phải đi mua đến 200 denier bánh cho họ ăn sao? Ngài bảo, hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem xét, các môn đồ thưa, có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm 100, nhóm 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẩu bánh và cá thừa. Số người ăn bánh là 5.000 người. Ngay sau đó, Đức Chúa Giêsu dục các môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia, hướng về thành Bethsaida. Trong khi Ngài cho dân chúng ra về, sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. Đến tối, thuyền ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. Ngài thấy các môn đồ chèo chống vất vả vì gió ngược, nên khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với môn đồ. Ngài muốn vượt lên trước họ. Nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán với họ, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Rồi Ngài bước lên thuyền với các môn đồ, và gió yên lặng, họ vô cùng kinh ngạc, vì không hiểu ý nghĩa của phép lạ hóa bánh, do lòng họ cứng cỏi. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến đất Gê-nê-sa-rết, neo thuyền tại đó. Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài. Họ chạy khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Giêsu đến, hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài. Những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Ê-sai đoạn 65. Những người vốn không cầu hỏi ta đã cầu xin ta, những người vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh ta rằng, ta đây, có ta đây. Suốt ngày ta đã giơ tay ra hướng về một dân phản nghịch, là những kẻ đi trong đường lối không tốt, theo ý riêng mình, là dân không ngừng chọc giận ta ngay trước mặt ta. Chúng dân sinh tế trong các khu vườn, sông hương trên các đống gạch, ngồi trong mồ mả, trò đêm trong nơi kín đáo để ăn thịt heo, đựng nước luộc thịt ghê tởm trong chén bát của mình. Thế mà chúng dám nói rằng, hãy tránh ra xa, đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi mũi ta, như lửa cháy suốt ngày. Đây là điều đã được ghi chép trước mặt ta,
ta sẽ không nín lặng, nhưng sẽ báo trả. Phải, ta sẽ báo trả đích đáng tội của các ngươi cũng như tội của tổ phụ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì chúng đã xông hương trên các núi và nó phạm đến ta trên các đồi, nên ta sẽ đo lường việc làm trước kia của chúng và báo trả đích đáng. Đức Giê-hô-va phán thế này: khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho thì nói rằng đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành. Ta cũng sẽ làm như vậy vì các đầy tớ ta, để ta không hủy diệt tất cả. Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp và một người thừa kế các núi ta ra từ Giu-đa. Những người mà ta đã chọn sẽ thừa hưởng chúng, các đầy tớ ta sẽ ở đó. Đối với dân ta, những người tìm kiếm ta, Sa-ron sẽ thành đồng cỏ cho bầy chiên và thung lũng A-cô làm nơi nghỉ cho đàn bò. Còn các ngươi, những kẻ đã từ bỏ Đức Giê-hô-va và quên núi thánh ta, là kẻ dọn bàn cho thần vận may và rót đầy rượu pha cho thần định mạnh, ta sẽ định cho các ngươi phải bị gươm đao. Tất cả các ngươi đều phải cúi xuống để bị giết, vì ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời, ta đã phán mà các ngươi không lắng nghe. Các ngươi đã làm điều ác dưới mắt ta và đã chọn điều ta không hài lòng. Vì vậy Chúa Giê-hô-va phán: này, các đầy tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi sẽ phải đói. Này, các đầy tớ ta sẽ uống, còn các ngươi sẽ phải khát. Này, các đầy tớ ta sẽ vui mừng, còn các ngươi sẽ phải xấu hổ. Này, các đầy tớ ta sẽ ca hát vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi sẽ kêu la vì lòng tràn ngập buồn đau. Các ngươi sẽ than khóc vì tâm linh tan nát. Tên các ngươi sẽ lưu lại để những người được chọn của ta làm lời nguyền rủa. Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi, nhưng Ngài sẽ gọi các đầy tớ Ngài bằng một tên khác. Vì vậy, những ai trên đất cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà cầu, và những ai trên đất thề nguyện sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà thề. Vì những khổ đau trước kia đã bị quên lãng và đã khuất mắt ta. Vì này, ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới, những việc trước kia sẽ không còn được nhớ đến, không còn nhắc đến trong tâm trí nữa. Nhưng hãy vui mừng và hân hoan mãi mãi về những gì ta đã tạo dựng. Vì này, ta đã tạo dựng Jerusalem cho niềm hân hoan và dân thành ấy cho sự vui mừng. Ta sẽ hoan hỷ vì Jerusalem, ta sẽ vui mừng vì dân ta. Nơi ấy sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc hay kêu la đau đớn nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết yểu, cũng chẳng có người già không tròn tuổi thọ. Vì chết lúc trăm tuổi là chết trẻ, và kẻ chỉ sống đến trăm tuổi bị coi như đáng nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng vườn nho và được ăn trái. Họ sẽ không xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho kẻ khác ăn. Vì tuổi thọ của dân ta sẽ như tuổi của cây. Những người được chọn của ta sẽ được hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc công vô ích, không sinh con để gặp tai ương bất ngờ, vì họ và con cháu họ là dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước. Ta sẽ nhâm lời họ trước khi họ kêu cầu ta. Họ còn đang nói, ta đã nghe rồi. Muôn sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau. Sư tử sẽ ăn rơm như bò, còn rắn thì ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá trong khắp núi thánh của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-sai đoạn 66. Đức Giê-hô-va phán: trời là ngai của ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Tay ta đã làm ra mọi điều này, và tất cả đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy: đây là người mà ta đói xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Còn những ai làm thịt một con bò giống như kẻ giết người, kẻ dâng chiên con làm sinh tế giống như kẻ bẻ cổ một con chó, kẻ dâng tế lễ chay giống như kẻ dâng huyết heo, kẻ xông hương giống như kẻ thờ thần tượng, vì chúng đã chọn đường lối riêng cho mình, và lòng chúng chỉ ưa thích những việc ghê tởm.
ta cũng sẽ chọn những tai ương cho chúng, sẽ đem đến cho chúng điều chúng kinh hãi. Vì ta đã gọi mà không ai đáp lại, ta đã phán mà chẳng ai lắng nghe. Chúng đã làm điều ác dưới mắt ta và chọn điều ta không hài lòng. Hỡi những người nghe lời phán của Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài. Anh em các con là kẻ ghét các con và loại bỏ các con vì danh ta từng nói rằng: xin Đức Giê-hô-va được vinh quang để chúng tôi thấy sự vui mừng các người. Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Có tiếng ồn ào vang ra từ trong thành, có tiếng phát ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va đấng báo trả những kẻ thù Ngài. Trước khi chuyển dạ, người đàn bà đã sinh con. Trước khi cơn hoạn thắt đến, nàng đã sinh một trai. Ai đã từng nghe một việc như thế? Ai đã từng thấy những việc giống như vậy? Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày, hay dân tộc nào được sinh ra trong một lúc không? Thế mà Sion mới vừa chuyển dạ đã sinh con cái. Đức Giê-hô-va phán: chính ta đã khiến tử cung người mẹ mở ra lại không cho sinh nở sao? Hay ta là đấng khiến sinh nở lại ngăn tử cung sao? Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Hỡi tất cả những người yêu mến Jerusalem, hãy vui mừng với nó, hãy hân hoan vì nó. Hỡi tất cả những người than khóc Jerusalem, hãy cùng nó hấn hở vui mừng, để các ngươi được bú và no nê, nơi vú của sự an ủi nó, để các ngươi được uống và thỏa thích từ nguồn sung mãn vinh quang của nó. Vì Đức Giê-hô-va phán: này, ta sẽ cho sự bình an tuôn chảy đến nó như một dòng sông, và vinh quang của các nước tràn ngập như dòng suối. Các con sẽ được bú, được bồng ẩm bên hông và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ an ủi các con như người mẹ an ủi con mình. Các con sẽ được an ủi tại Jerusalem. Các ngươi sẽ thấy và lòng hớn hở, xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ được bày tỏ cho các đầy tớ Ngài, và Ngài sẽ nổi thịnh nộ cùng kẻ thù Ngài. Vì này, Đức Giê-hô-va sẽ ngự đến trong lửa, và chiến xa của Ngài như cơn gió lốc, để trút cơn giận của Ngài trong thịnh nộ và sự quở trách của Ngài trong ngọn lửa hừng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dùng lửa và gươm mà xét xử mọi xác thịt, và nhiều người sẽ chết bởi Đức Giê-hô-va. Những kẻ dọn mình cho sạch để vào các khu vườn thờ lại tượng thần giữa vườn, ăn thịt heo, thịt chuột và những vật ghê tởm khác sẽ chết chung với nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy. Còn ta biết việc làm và ý tưởng của họ. Đến kỳ, ta sẽ tập hợp tất cả các nước và các thứ tiếng. Họ sẽ đến và được thấy vinh quang ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ và sai những người sống sót của họ đến các nước Taresi, Phun, Lut, là dân có tài bắn cung, đến Tuban và Yavan, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về ta và chưa từng thấy vinh quang ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của ta giữa các nước. Đức Giê-hô-va phán: các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh ta là Jerusalem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va, cũng như con dân Israel đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán: ta cũng sẽ chọn một số người trong họ làm thầy tế lễ và người Lê-vi. Vì như trời mới đất mới mà ta sắp tạo dựng sẽ tồn tại trước mặt ta thế nào, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại thế ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa bát nọ đến ngày sa bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Họ sẽ đi ra và thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại ta. Sâu bọ trong xác họ không bao giờ chết, lửa thiêu đốt họ không bao giờ tắt, và họ sẽ là vật ghê tởm cho mọi người.